Trái mận này rất là ngọt. Quả rất là ngọt. Đây có cái cây xìu kìa. Ở phía trong này có vẻ dễ hái hơn cho nên quả nó thừa hơn. Quả rất ngọt. Bị sóc ăn. Ơi. Rớt xuống dưới. Lâu rồi không leo cây. Thêm chùm nữa, rất là ngon. Dưới nhặt cái chùm kia.